Tại tỉnh Hải Dương, bão số 3 đã khiến cho 19.000 ha lúa bị nghiêng, đổ và ngập, hơn 3.000 ha rau màu bị dập nát và hơn 3.000 ha cây ăn quả bị gãy đổ. Khoảng 500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung bị ảnh hưởng. Hiện nay, công tác bơm thoát nước tiêu úng cho lúa và hoa màu vẫn đang được tích cực triển khai. Tuy nhiên, với diện tích cây ăn quả, đặc biệt là cây chuối bị gãy đổ thì không còn khả năng phục hồi được. Ghi nhận tại xã Hà Thanh, vùng trồng chuối trọng điểm của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, gần 200 ha chuối đã bị mất trắng. Vùng đất bãi trồng chuối tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bị gãy gục và đổ rạp như thế này sau cơn bão số 3. Và cây chuối là cây trồng mang lại cái hiệu quả kinh tế chính cho bà con nông dân ở đây. Thế nhưng mỗi một sào chuối thiệt hại, bà con đã mất trắng từ 19 đến 20 triệu đồng. 4 mẫu chuối tiêu hồng của gia đình ông Phạm Văn Điềm đã bị nước lũ nhấn chìm. 30 năm trồng chuối trên vùng đất bãi ở ven sông Luộc. Đây là lần đầu tiên ông Điềm thấy có một cơn bão mạnh và gây thiệt hại lớn đến như thế. Dòng cây chuối này cỡ 10 tháng mới được thu hoạch, mà chỉ trông mong vào những cây chuối. Nên vì thiên nhiên là chúng tôi rất tiếc và buồn, vì đầu tư nó cũng không lớn lắm nhưng mà cũng thu hoạch cao. Vì nhiều tiền lắm, trong khi tôi đến Tết mà đúng Tết thì cũng được đôi trăm triệu đấy. Xã Hà Thanh có 170 ha trồng chuối, chiếm 90% tổng diện tích cây trồng trên địa bàn toàn xã. Trong đó có nhiều diện tích chuối giả Nam Mỹ được nông dân trồng từ năm ngoái để phục vụ xuất khẩu. Cuối năm ngoái, mỗi một buồng chuối như thế này được người dân bán với giá trên 300.000 đồng. Năm nay, người dân đang rất mong chờ vào vụ chuối Tết, nhưng giờ tài sản của họ đều bị mất trắng. Năm nay chúng tôi tính dự kiến bình quân mỗi một sào thu hoạch từ 19 đến 24 triệu một năm. Thế thì cái đem lại cái lợi nhuận cho bà con rất nhiều, nhưng cơn bão số 3 về làm ảnh hưởng rất lớn đến này, thiệt hại nặng nề cho bà con nông dân trồng chuối Tứ Kỳ. Giờ phút này thì coi như là hầu như là mất trắng toàn bộ, đến 95-97%. Chúng tôi rất là mong muốn kiến nghị nhà nước làm sao là hỗ một phần nào kinh phí cho bà con để tái sản xuất. Một là đề nghị là cung cấp giống chuối cho bà con để người ta khôi phục lại sản xuất. Thứ hai nữa là đề nghị là cũng các đồng chí sở ban ngành rồi cũng như là các công ty doanh nghiệp thu mua sợi tơ chuối thì quan tâm về địa phương, là cũng quan tâm thu mua cây chuối cho bà con để tránh lãng phí. Dự kiến sau khi nước rút và thời tiết thuận lợi trở lại, xã Hà Thanh sẽ vận động nông dân thu gom cây chuối và dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ. Đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương có phương án hỗ trợ để nông dân sớm khôi phục lại sản xuất. Thưa quý vị, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ghi nhận của nhóm phóng viên của chúng tôi chiều nay 12 tháng 9, hàng trăm hecta diện tích trồng hoa và cây cảnh đã bị nhấn chìm trong biển nước. Theo chia sẻ của người dân tại đây, nước tràn vào từ đêm qua tới sáng nay đã ngập sát chân đê. Ngay từ khi cơn bão số 3 đổ bộ, địa phương đã có công tác chuẩn bị. Tuy nhiên do nước lũ dâng lên quá nhanh nên nhiều diện tích hoa cây cảnh của bà con vẫn chịu ảnh hưởng. Quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi thì ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9, hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập trắng trong nước. Và nước đã tràn vào đây từ đêm ngày hôm qua, ngày 11 tháng 9. Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên vì nước dâng lên quá nhanh, người dân nơi đây cũng trở tay không kịp. Hiện tại thì cơ quan chức năng cũng đang giúp đỡ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo ước tính của chính quyền địa phương, cơn lũ lịch sử lần này có thể gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng tại nơi đây. Làng hoa lớn nhất nhì miền Bắc giờ đây ngập trong bể nước, hàng trăm hecta hoa cây cảnh bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy nhiên nước tràn vào quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Tức là thực sự là không ngờ đấy. Còn mọi người thì vẫn có thể là sau nhiều năm không có nước lũ như này thì mà mọi người vẫn còn ung dung, vẫn tự tin là chưa chắc đã có, hoặc là có thì không to lắm, nhưng không nghĩ đâu nó như này. Nếu mà lường trước được cái sự việc mà như này thì là tôi nghĩ rằng là cái hậu quả nó sẽ giảm bớt một phần. Cái phương tiện đi lại, giao thương với bên ngoài và cũng như là điện đó mất điện thì nó sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến sinh hoạt. Từ sáng ngày 10 tháng 9, các chiến sĩ công an và cán bộ địa phương đã có mặt để giúp đỡ và sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời vận chuyển nhu yếu phẩm đến các gia đình vẫn đang mắc kẹt trong mưa lũ. Trong đêm qua thì chính quyền địa phương, lực lượng công an đã túc trực để sẵn sàng cứu những trường hợp xảy ra thiên tai bão lũ. Anh em trong sáng nay đã đưa rất nhiều người dân trong thôn người di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Còn những cái người gia đình ở lại, có những cái nhà cao tầng người ta vẫn ở lại sinh sống được. Thì anh em cũng cùng với những mạnh thường quân rồi lực lượng chính quyền, lực lượng công an huyện rồi tăng cường về thì mình cũng vào mình cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cho bà con. Những thiệt hại tại nơi đây chưa thể đong đếm do nước lũ vẫn đang rút chậm. Chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân, đặc biệt là những hộ dân nằm trong vùng ngập sâu. Hiện nay thì đối với cái lượng hoa cây cảnh của bà con nhân dân trong cái vùng ngập úng thì chúng tôi có biện pháp là đã huy động tối đa mọi nguồn lực để làm sao di rời cái diện tích những cái chậu hoa cây cảnh lên cái phần mà có những cái độ an toàn cao khi mà lũ tiếp tục dâng cao. Về cơ bản là hiện nay là bà con nhân dân xã Xuân Quan của chúng tôi di chuyển hoa cây cảnh một phần vào khu vực mà các cái thôn 1, 2, 3 và một phần đặt tạm ở trên cái đê sông Hồng. Vì là những cái khu vực là toàn bộ cái thôn 1, 2, 3 thì là ở trong đê bao sông Hồng. Và mặt đê sông Hồng thì cái việc mà gần như là cái việc ngập úng nó sẽ không còn ảnh hưởng nữa và có khả năng là sẽ giữ được cái số phần cái diện tích, số phần cái hoa cây cảnh mà chúng tôi đã khắc phục cái việc mà chạy lũ. Hiện nước sông Hồng đang giảm dần xuống dưới mức báo động 3. Tỉnh Hưng Yên đã có những kế hoạch hỗ trợ người dân sau lũ. Tuy nhiên, những thiệt hại nặng nề này có thể ảnh hưởng tới thị trường hoa Tết năm 2025. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 93 CĐ-TTG ngày 11 tháng 9 về việc tập trung ứng phó lũ lớn, đảm bảo an toàn đê điều trên các sông ở Bắc Bộ, nhất là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bộ trưởng các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nêu trên không chủ quan lơ là, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm tốt công tác dự báo, cảnh báo mưa lũ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác phòng chống lũ hộ đê. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê theo đúng quy định. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực sơ tán dân cư, đi và đến, trật tự an toàn giao thông. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các chủ thể, quản lý khai thác hồ đập thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.